Chào các bạn. Hôm nay tôi có một chút công việc đi thành phố Hạ Long và bây giờ đang trên đường về. Tôi đang đi từ phía trung tâm thành phố về phía bãi cháy. Hình ảnh phía trước là bánh xe Sun World. Phía bên này cầu. Bánh xe Sun World thì được xây dựng ở trên đỉnh đồi Đắc Bá Hát. Đồi Đắc Bá Hát là mang tên người anh hùng Đắc Bá Hát, quê ở Gia Lộc, Hải Dương và làm công nhân cầu phà. Trong chiến tranh chống Mỹ thì được phong danh hiệu anh hùng bởi vì anh là một trong những chỉ huy đại đội cao xạ rất giỏi và dũng cảm bảo vệ khu vực phà bãi cháy. Và đơn vị phà bãi cháy cũng là một đơn vị hai lần được phong tặng anh hùng. Một là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hai là anh hùng lao động. Hiện nay nó là cầu bãi cháy rồi. Phía bên kia cầu chúng ta đang thấy mặt trời đang lặn. Lúc này vào khoảng 6 giờ 40. Trời bắt đầu sẩm tối nhưng mà thành phố thì chưa lên đèn. Tuy rằng là một thành phố du lịch nhưng hiện nay là đang trong cái giai đoạn tiết kiệm điện. Do vậy mà thành phố lên đèn hơi muộn. Đây là đoạn cua xuống từ trên cầu bãi cháy đi xuống về phía đường Hậu Cần. Đoạn này bên trái đường là công ty xăng dầu 12, B12. Chúng ta đang đi xuống phía bãi cháy. Phong cảnh Hạ Long có lẽ là một trong những thành phố đẹp nhất nước. Thành phố Hạ Long là thành phố có di sản Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận về di sản địa chất và địa mạo cũng như là di sản thiên nhiên Hạ Long. Đây là cái chân cầu bãi cháy mà khi nãy chúng ta đi ở trên, bây giờ chúng ta đi ở dưới cái gầm cầu. Đây là cái cột ở bên phía đằng tây khu vực bãi cháy. Đây bên trái này là cổng vào B12. Chỗ này chính là chỗ gần bến phà bãi cháy trước đây. Đây bến phà bãi cháy chính là khu vực này. Trước đây là bến phà bãi cháy. Chúng ta đang đi men theo phía bờ biển của bãi cháy. Nhìn xa xa chúng ta thấy cái cáp treo Sun World. Hiện nay đang có hai cái cabin đang đi và về. Cái cabin cáp treo Sun World này được gọi là ghi vào kỷ lục Guinness bởi vì nó là một cái cabin lớn nhất được ghi vào kỷ lục Guinness. Là chứa được 250 hành khách một cabin này. Cabin gồm có 2 tầng. Chúng ta nhìn thấy nó nhỏ vậy thôi nhưng mà chứa được 250 khách. Như vậy nó mới được ghi vào kỷ lục Guinness là vì thế. Chúng ta đang đi qua chân của cáp treo Sun World và đi ra phía đường bao biển của bãi cháy. Khu vực này là các cái nhà chung cư và khách sạn đang xây dựng cho nên nó cũng hơi bừa bộn một chút. Đây là cảng tàu quốc tế bãi cháy, hay gọi đầy đủ là cảng tàu quốc tế Hạ Long. Hôm nay là ngày thứ bảy. Đúng ra là khách du lịch hôm nay rất đông nhưng mà trong thời gian vừa qua do
ngành điện là cắt điện rất nhiều, cho nên khách người ta cũng dè chừng, người ta ít đến hơn. Tuần này thì không đông bằng những cái tuần trước đây, mới vào hè. Tuy nhiên là xe cộ của khách du lịch cũng rất đông, đỗ kín đường. Nếu buổi sáng sớm chúng ta đạp xe ở đây sẽ rất vắng bóng người và không khí rất tuyệt vời. Nếu các bạn đi du lịch ở thành phố Hạ Long, buổi sáng sớm thức dậy sớm nên đi bộ hoặc là đi xe đạp ra ngoài này. Phong cảnh rất đẹp, không khí mát mẻ, yên bình, tĩnh lặng. Đây là một cái khu vực người ta xuống cái bãi tắm của bãi cháy, khách rất đông. Bãi tắm ở phía bên tay trái của chúng ta. Các đoàn khách đang đi tắm và lên bờ. Lúc này thì cũng chắc là hết giờ tắm rồi, cho nên khách du lịch là bắt đầu lục tục là đi về khách sạn. Đó, bắt đầu là xe, các xe bắt đầu lên đèn. Trời hơi tối một chút cho nên là cái chất lượng của video nó sẽ bị hơi bị tối. Thế và chúng ta đang đi ngược sáng. Đấy, các đoàn khách, các nam thanh nữ tú đang vừa tắm vừa lên bờ và chụp ảnh. Tôi cũng đi khá nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, thế và cả nước ngoài, nhưng mà thành phố Hạ Long tôi vẫn thấy là một trong những thành phố đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Nhiều chỗ chơi. Nếu đến thành phố Hạ Long hoặc đến Quảng Ninh, chúng ta có thể chơi hàng nửa tháng cũng không hết các cái khu vực để đi chơi. Từ Hạ Long cho đến Bình Liêu, Móng Cái, Cô Tô, Quan Lạng, Vân Đồn, Cẩm Phả, thậm chí hiện nay là Đầm Hà cũng là một trong, cũng là những cái nơi du lịch. Những khu vực Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên là những nơi du lịch tâm linh và lịch sử. Đồng chí lái xe đang chào mọi người. Phía sau tôi là có hai người bạn. Đây là đi vào khu vực, rẽ vào khu vực Cái Răm, chợ Cái Răm, khu vực đây là một trong những cái bức tranh tường, bức tranh gốm cũng được ghi vào kỷ lục Guinness bởi vì nó rất là lớn, bao quanh một quả đồi luôn. Về đến Cái Răm thì tiện đường tôi vào thăm một cái sân tennis mà mấy ông bạn đang chơi tennis với tôi ngày xưa. Chơi tennis ở đây thì nó khác với ở những nơi khác, là chơi tennis ở đây là miễn phí. Thành phố Hạ Long thường là có những sân tennis chơi miễn phí luôn.